sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với linh kiện của tập đoàn Hyundai, thiết kế độc đáo và trang nhã, sang trọng và tiện ích. Đường xa không ngại, êm ái trên mọi địa hình. Taco Mobi Home, sản phẩm tiên phong của Taco, Trường Hải ô tô. Taco Mobi Home, ngôi nhà di động của bạn. Nói về cái con người này thì mình chỉ có thể nói được một từ, hai từ, đó là độc đáo. Của mình và theo Duy anh ấy là một thiên tài. Chào quý khán giả xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời. Ngày hôm nay chúng ta không có mặt ở trong trường quay của Đài Truyền Hình Việt Nam mà chúng ta đang có mặt tại một nơi rất đặc biệt, đó chính là Nhà hát kịch Hà Nội, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay bây giờ với một người đang các bạn đang rất mong chờ, đó là nghệ sĩ Thành Lộc. Xin chào anh. Xin chào Vích Loan, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, lúc này đây đứng trong Nhà hát kịch Hà Nội và nó được gọi là rạp công nhân cũ. Thì anh có một cảm xúc gì không? Tôi rất là xúc động, là bởi vì bây giờ thì gọi là Nhà hát kịch Hà Nội, nhưng mà trước đây là Đoàn kịch nói Hà Nội. Đấy. Là một trong những đơn vị kịch nói ở phía Bắc mà tôi rất là ngưỡng mộ, phải nói là thần tượng của tôi. Vì xem những cái vở kịch của Đoàn kịch nói Hà Nội vào những thập niên 70, 80 mà tôi mới trở thành một nghệ sĩ kịch nói Thành Lộc như bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen sâu hơn với anh Thành Lộc qua những câu hỏi rất nhanh của chúng tôi. Anh Thành Lộc, anh quan niệm sân khấu là gì ạ? Đối với tôi, sân khấu nói riêng, nghệ thuật nói chung là một cái tôn giáo mà tôi gửi gắm tâm hồn mình vào đó. Theo anh, có công thức nào cho một diễn viên xuất sắc hay không? Xuất sắc nó là một cái khái niệm, nó tùy vào mỗi người đánh giá, cho nên nó tùy thuộc vào cái tư chất của mỗi người nữa, cho nên đối với tôi thì không có công thức gì nhất định cả. Diễn viên kịch, thầy giáo dạy văn và diễn viên múa ba lê, theo anh ba người ấy có điểm gì chung? Đó là ba cái ngành nghề mà ngay từ lúc còn nhỏ tôi rất là đam mê, và tôi cứ nghĩ là mình sẽ là một trong ba cái nghề đó. Anh hứng thú nhất với dạng nhân vật nào? Nổi loạn. Vai diễn nào mà anh từng ước mong mà vẫn chưa được diễn cho tới giờ phút này? Một vai diễn nữ mà nghiêm túc, không có hài. Anh đã từng sống bao nhiêu cuộc đời? Không nhớ hết, nhưng mà chắc là trên 500. Trên 500 vai diễn đúng không ạ? Dạ đúng. Cuốn sách nào anh yêu thích nhất? Trăm năm cô đơn. Và theo anh, quyền lực của diễn viên đó là một quyền lực như thế nào? Điều khiển khán giả trong tay, làm cho họ khóc cười là tùy ý mình. Trong vòng 90 phút của vở kịch đúng, đúng không? Đúng vậy. Yeah. Và định nghĩa của anh, tình yêu là gì? Cái này hơi khó đấy. Tôi nghĩ tình yêu nó là niềm đam mê và lòng trung thủy. Nếu được chọn để trở thành núi cao hay vực thẳm thì anh sẽ chọn gì? Tôi sẽ chọn núi cao. Ở trong nhà hát này thì anh Thành Lộc đã từng tham gia diễn một vở gì chưa ạ? Tôi chưa được một cái cơ hội nào vào nhà hát này ngay từ khi nó còn gọi là rạp công nhân. Chỉ có đi ngang nhìn vào một cách thèm thuồng thôi. Bởi vì lúc mà tôi còn nhỏ, tôi ở Sài Gòn đó, thì tôi được biết đến Đoàn kịch nói Hà Nội khi Đoàn kịch này vào trong Nam biểu diễn ngay từ những ngày đầu tiên khi thành phố Sài Gòn vừa mới được giải phóng. Lúc bây giờ tôi mới chỉ là một cậu thanh niên 14-15 tuổi thôi. Thì vở kịch Hà Miêu của tôi này, đó là vở kịch mà tôi ấn tượng nhiều nhất đấy. Thì mỗi khi mà tôi xem xong vở kịch này đó,
ở trong Sài Gòn khi mà các nghệ sĩ mà người ta đi ra, lúc bây giờ tôi còn nhớ là các nghệ sĩ đi trên cái chiếc xe Hải Âu đó, là tôi luôn luôn đứng ở bên kia đường mà tôi nhìn sang, tôi nhìn những Trần Vân nè, những Minh Trang nè, những Đam Ca nè, anh Trần Kiếm nè, trong đó tôi còn nhớ có cả chị Minh Vượng nữa cơ. Và tôi ước ao là một ngày nào đó mình cũng được ngồi trên cái chiếc xe Hải Âu như thế. Rồi mà tôi thì lại đi một cái chiếc xe đạp cọc cạp, mà Bích Lân có thể tưởng tượng là xe đạp mà rượt theo xe ô tô thì rất là kinh khủng. Vâng. Thế mà tôi cứ đạp, tôi đạp từ nhà từng phố, tôi đạp theo chiếc xe của họ về đến khách sạn, rồi đứng đó làm gì để xem họ xuống xe, đi vào khách sạn, chứ họ có biết mình là ai đâu. Sáng hôm sau 6 giờ rưỡi sáng tôi dậy, rửa mặt xong chạy nhanh ra để xem họ đi ra ngoài đi ăn sáng, uống cà phê, và họ ngồi uống cà phê, tôi đứng bên kia đường tôi nhìn. Thế thôi, mà đối với tôi là tôi sướng lắm rồi. Vâng, điều đấy nói lên là anh đã đam mê loại hình nghệ thuật này đến mức như thế nào. Bởi vì khúc sự đam mê đấy thì chẳng có lý do gì để anh lẽo đẽo đi xem người ta ăn sáng cũng như là tôi muốn được biết là anh thực sự đến với nghệ thuật như thế nào. Gia đình tôi là một cái gia đình có truyền thống hoạt động sân khấu rồi. Ngay cả ông nội và ông ngoại tôi đều là hai nghệ sĩ hát bội rất là nổi tiếng ở miền Nam. Các chị tôi thì là những nghệ sĩ tên tuổi trong cái bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Cho nên thật ra ngay từ lúc nhỏ 8 tuổi là tôi đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp rồi. Tôi còn tham gia trong những cái ban cải lương của nữ nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đấy. Vâng. Mãi cho đến sau này thì khi mà quyết định mình bước sang kịch nói là đúng là từ sau khi mà mình là một fan hâm mộ của đoàn kịch nói Hà Nội và đoàn kịch nói Trung ương. Đấy. Vâng, thế tôi hình dung một cậu bé đứng với bố mẹ và trên sân khấu và hát. Anh không thể hát lại một câu của thời đó được. Được chứ. Nếu má nói má thương sao con không được phép bước vô. Không được chị Lan ơi, giọng bị đau. Sorry. Không vấn đề gì, anh cứ hát tiếp một câu nữa. Mà phải đứng ngoài sân nhìn ngó má. Sorry, không được. Hôm nay bị đau giọng quá. Đang hay đấy mà. Không, đang đau thật á. Vậy ạ. Thế hồi đó giọng của anh hay lắm. Bị mất giọng luôn á. Hồi nhỏ thì dĩ nhiên là chắc Dư Lan cũng biết là con trai mà khi mà trước 12 tuổi thì giọng nó rất là trong. Và anh hồi đó chưa có lần nào bị một thất bại nào ạ? Còn nhỏ mà đâu có bao giờ ý thức cái chuyện thất bại hay là thành công đâu. Làm là làm theo cái sự yêu thích của mình thôi. Mà thật sự mà là lúc mà mình còn nhỏ thì mình quay một cái vở gì ở trên TV mà phát lại á, khi mình cái chiêm ngưỡng mình cái thấy mình hay quá. Nhưng mà lần nào mà phát ra thì bao giờ cũng bị ba má chê. Ba má nói nè, diễn như thế ghê. Mình không biết nữa. Không biết cái đó có phải là một trong những cái cách giáo huấn của ba má hay không, mà cứ làm cái gì cũng bị chê. Mỗi một lần ba anh nói là diễn rất ghê thì anh nghĩ thế nào, anh cảm thấy thế nào? Bực mình lắm đấy chứ. Và cho nên cứ xuất hiện ở những cái show trình diễn sao thì phải ráng làm cho nó hay hơn để không bị chê nữa. Thì khi nào mà những cái show truyền hình nó mà bắt đầu khi phát ra rồi mà thấy ba má im không nói gì, mặc dù không chê mà cũng không khen, thì mình cứ mặc nhiên mình cho đó là khen. Vâng. Anh đến bây giờ nhìn lại thì thấy cái cách của ba má anh làm với anh như vậy là tốt hay là không tốt? Đến bây giờ thì nghĩ lại thì mình nghĩ đó là tốt. Ngày xưa thì trong các thành viên trong gia đình mình thì người chị thứ hai của mình mới là người nổi tiếng nhất, là chị Bạch Lê. Là một thời chị là nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng. Thì cho nên tất cả một cái sự ưu ái của mọi thành viên trong gia đình đều được tập trung vào chị. Chị hát, chị múa, chị làm gì thì cũng bao giờ cũng được ba má góp ý nhiều hơn. Còn những đứa sau đó thì hầu như ba má chẳng để ý đến. Điều đó cũng làm cho mình cảm thấy bị tủi thân. Nhưng mà tại vì bản thân mình lúc đó cũng rất ngưỡng mộ bà chị của mình. Cho nên mình nghĩ là mình ngưỡng mộ và mình đi làm tất cả mọi thứ cho giống thần tượng của mình là người chị của mình. Cho nên khi mà ba má dạy cho chị cái gì thì mình học lớn, học lén, học ké. Đứng lấp ló sau tấm màn, nhìn thấy ba má chị làm cái gì thì mình cũng học theo cái đó. Cho nên cái này nó đi vào một cái thói quen của tôi là khi mà tôi học ở trong trường sân khấu đó Bích Lan, thì tôi hay cũng đứng lấp ló ngay cửa sổ và những cái lớp dạy khác, những cái lớp của các anh chị thuộc lớp trên của tôi, thì ở đó có những cái người thầy khác mà tôi rất là ngưỡng mộ họ, mà tôi đâu có dịp được làm học trò của họ. Thì khi mà họ đứng lớp ở những cái lớp khác thì tôi học ké. Tôi đứng ở bên ngoài, tôi nhìn vào cửa sổ, tôi xem họ thị phạm, thì tất cả những cái đó nó đi vào đầu của tôi. Chính vì vậy mà có thể nói là
ngay cả trong cái nghệ thuật diễn xuất của tôi á, nó ảnh hưởng rất nhiều người thầy lắm, chứ không phải chỉ có một người thầy chủ nhiệm của tôi. Tôi đang nảy ra một câu hỏi trong đầu là nếu như anh không phải là con trai của nghệ sĩ Thành Tôn và Huỳnh Mai, và không sinh ra trong một gia đình có một cái môi trường nghệ thuật xung quanh mình như vậy, thì liệu anh có thể trở thành Thành Lộc như hôm nay? Tôi cũng không biết. Điều đầu tiên là phải có năng khiếu, đâu phải có cái năng khiếu đầu tiên, cái tố chất đó. Thành ra nhiều khi nếu tôi không sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thì biết đâu tôi lại chẳng có tố chất đó. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vở kịch đã rất nổi tiếng từ những năm 80 và đến bây giờ thì nó vẫn đang được diễn trong nhà hát kịch Hà Nội, và đó là vở kịch Hà My của tôi. Vở kịch này thì khi ra đời đã mang lại một cái làn sóng trong cái đời sống tinh thần của người dân cả nước lúc đó. Và khi mà xem vở kịch này thì anh cảm thấy cái điều gì ở trong lòng mình? Đầu tiên tôi xem cái vở kịch đó thì tôi nghĩ đây là một vở kịch chỉ ca ngợi người Hà Nội trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ thôi. Nhưng mà khi tôi xem mới vở kịch thì tất cả những cái đó nó đã ở phía sau. Cái động lại còn lại là sự lãng mạn. Và anh đã quyết định điều gì sau khi nhận ra cái sự lãng mạn này ạ? Khi tôi xem vở kịch này thì tôi nhận thức một cái điều rất rõ ràng là người nghệ sĩ không đơn thuần là người nghệ sĩ nữa, mà họ quả thật đúng là những người chiến sĩ. Và lần đầu tiên tôi mới thấy ý thức được là nghệ thuật có một sức mạnh. Nó không chỉ làm công việc giải trí mà nó còn lay động lòng người và vận động con người ta trở thành một con người sống có ích. Sau đó là những vở kịch khác của nhà hát kịch Trung ương, của Đoàn kịch nói Trung ương bắt đầu đốt cho tôi một cái ngọn lửa trong trái tim của tôi, và tôi quyết định đi theo cái con đường mà những cái người tiền bối, những cái người thần tượng mà họ đang đi. Và khi quyết định đi theo con đường này thì anh xác định rằng Thành Lộc sẽ là một diễn viên có điểm gì khác, có điểm gì để người ta nhớ đến khác với những cái người khác. Khi tôi quyết định vào trường sân khấu để tôi học và để trở thành một diễn viên thì mục đích của tôi không phải là trở thành một người nổi tiếng. Mục đích của tôi là được làm một người chiến sĩ trong một trường văn hóa, đó là thực sự như vậy. Tôi còn nhớ trước khi tôi thi vào trường sân khấu, tôi có viết một cái thơ rất là dài gửi cho nghệ sĩ Hà Văn Trọng, bởi vì tôi biết nghệ sĩ Hà Văn Trọng là lúc bấy giờ hình như là gọi là trưởng hội đồng nghệ thuật của Đoàn kịch nói Trung ương. Thì tôi viết cái là hứa danh dự, là em hứa danh dự với anh và các anh chị là em sẽ học rất là giỏi và khi em ra trường em sẽ làm một nghệ sĩ xuất sắc để em đi đúng theo cái con đường mà các anh chị đã đi. Và bây giờ nhìn lại thì anh thấy mình có giữ lời hứa đó không? Cũng vẫn tiếp tục cái con đường đó không? Tôi nghĩ là cái tinh thần của một chiến sĩ trong tôi vẫn còn. Dĩ nhiên là nó sẽ ở một cái dạng khác. Và vì sao anh thành lập công ty sân khấu nghệ thuật Thái Dương? Ngày xưa khi mà tôi ra trường thì tôi đi đoàn nghệ thuật nhà nước mà. Và tôi vẫn hoạt động rất là say mê. Sau đó thì tôi tham gia thành một diễn viên của nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần. Tôi lại càng phát hiện cơ chế nhà nước có quá nhiều nhược điểm mà làm cho cái người nghệ sĩ không có phát huy hết cái tài năng, năng lực và sự cống hiến của mình. Cái điều đầu tiên là nghệ sĩ không làm giàu được. Nghèo thì không làm được gì hết, giàu thì mới làm được. Tức là giàu mình có cơ sở kinh tế trong tay, mình mới thực hiện được nhiều cái điều mà mình ấp ủ. Cái điều thứ hai nữa là rõ ràng nó làm cho mình bị ỷ lại đó, như lúc nãy đúng đó. Thì tự nhiên cái tôi nghĩ là ủa, nói vậy là cái mình cứ loanh quanh lẩn quẩn ở trong những cái vở diễn mà để cúng cụ thôi hay sao? Tức là chỉ đáp ứng được những cái nhiệm vụ chính trị của nhà nước thôi, còn chúng ta không quan tâm cái gì đến khán giả, người ta có thích cái vở đó hay là không. Thì cái điều đó tôi bắt đầu cảm thấy là hình như là cái cơ chế nó sai rồi, cho nên mình phải làm một cái gì đó khác. Bởi vì ngày xưa thì không xem cái này thì anh chả xem cái gì được cái khác. Đấy, cái thời mà Bích Loan không biết cô nhớ hay không, chứ là khi mà tất cả khán giả mà còn đã vô trong rạp rồi, tới giờ biểu diễn bang một cái là cửa sắt chém cái rầm, rào mấy cái xây xích lại bốc cái ống quát rắc. Anh coi hay không coi gì thì anh phải đợi cho hết cái giờ biểu diễn anh mới được đi ra, gần như là ép người ta đi xem. Vậy
bây giờ cái ổ khóa đó đã được phá vỡ rồi. Vâng. Anh diễn không hay là tôi đi ra, có việc tôi mua vé mà. Đấy. Khi tôi bắt đầu tôi tách ra tôi làm nghệ thuật tư nhân, thì tôi luôn luôn muốn dung hòa trong tất cả những cái sản phẩm của mình, nó dung hòa được hai cái yếu tố giải trí và nghệ thuật. Thế nào là giải trí? Tức là người xem gì? Người ta sảng khoái tinh thần. Vâng. Làm thế nào để khán giả muốn cười thì có cười. Vâng. Đấy. Khán giả muốn tác phẩm nhẹ nhàng là có cái nhẹ nhàng cho tác phẩm cho khán giả xem, nhưng mà sau khi người ta xem xong một cái sản phẩm như thế thì luôn luôn nó có cái động lại, nó có những cái giá trị về mặt nghệ thuật và vẫn hướng người ta đến những cái giá trị chân thiện mỹ. Nghệ thuật phải quan tâm đến cái điều đó, là đến quyền con người, là người ta có quyền đòi hỏi mình đáp ứng cái đồng tiền mà người ta bỏ ra. Đấy. Vâng, thì... nhưng một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đáp ứng được những đòi hỏi, những cái nhu cầu của con người như anh nói, cho xứng với đồng tiền bỏ ra, nhưng chúng ta vẫn có thể đem lại cho mọi người những cái giá trị, những cái điều tốt đẹp, như anh nói, khai sáng tâm hồn họ và làm cho cuộc sống của họ trở nên nhân ái hơn, có tính thẩm mỹ hơn, có tính nhân văn cao hơn. Đó là một câu hỏi thực sự khó, và muốn làm được điều đấy chắc chắn người nghệ sĩ phải có một sự đầu tư cũng như là một sự khổ luyện rất là lớn, đúng không ạ? Dạ, đúng như vậy. Và trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là với mục đích đó thì một nghệ sĩ sẽ phải đầu tư những cái công sức như thế nào và có những cái cách thức gì để đạt được cái điều anh ta muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một buổi tập của nghệ sĩ Thành Lộc để xem anh đầu tư cho sự tập luyện của mình như thế nào. Ở con người của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc lúc nào cũng hiện hữu, đó là hai chữ trách nhiệm. Một người diễn viên rất rất yêu nghề, tận tâm với công việc của mình. Xa trên má làm gì có héo khắc nét yêu kiều. Ôi! Ví dụ như thế, khi tông thoại của Duyên và Bình nó sẽ là một màu, thì cái màu của Tung phải khác hẳn. Thì đó, em có nói, đã nói rồi. Là một người nghệ sĩ không giấu nghề mà rất nhiệt tình với thế hệ đàn em, chỉ bảo từng cái nét diễn, từng cái hành động và từng cái bước đi trên sân khấu. Và lúc nào cũng là lôi cuốn hết tất cả mọi người theo cái dòng, theo cái cách diễn của ảnh. Thì sao tôi mới làm gì? Tức là phải diễn cho khán giả, người ta ngồi đây người ta thấy là à, mình có thấy con nhỏ này khóc thì mình có nói có đối chứ. Còn em cứ tuôn lời bà. Em có thấy gì nhỏ này khóc đâu mà em nói cái câu mà Ngọc sao tôi má. Anh cầu toàn trong từng cái vai diễn của mình, chỉnh chu toàn bộ từng cái đạo cụ nhỏ, từng cái phục trang của anh Lộc, từng câu thoại, từng từ nhấn nhá. Ngọc xa trên má làm chi, mình có quyền diễn mà. Chứ em đâu có phải gì thì phải hết câu này tới câu kia, hết câu kia tới câu nọ, mình cứ tắt đem diễn chứ, đúng không? Đó là ân sủng vua ban, nàng hãy đón nhận. Trên sàn tập á, thì là anh Lộc rất là nghiêm khắc, khi tập phải đổ mồ hôi, phải thật sự dốc hết sức mình ra. Người ta luôn tìm từng chi tiết nhỏ để mà hoàn thành cái vai diễn của mình. Một người diễn viên để mà diễn tốt thì họ bắt đầu phải tìm hiểu hoặc là bắt đầu phải sống với vai diễn từ lúc nào? Ngay từ khi mình đọc kịch bản, nó còn là kịch bản văn học, là mình đã phải hình dung số phận của mình vào với số phận của nhân vật như thế nào rồi. Lúc mà anh em gặp với nhau và cùng nhau thoại quanh bàn này, là mình đã bắt đầu, trong cái lúc thoại là mình đã bắt đầu mình diễn cảm rồi. Đã có cái diễn cảm của giọng nói của mình theo cái cảm xúc của mình trong lúc mình đang thoại rồi. Nhưng mà như vậy chưa đủ. Khi lên trên sàn diễn, nó lại vỡ lẽ ra nhiều cái lắm Bích Loan. Nó có những cái là khi mình kịch bản văn học là lời đọc á, thì mình đọc thì mình thấy như vậy là đồng ý, là mình thấy ổn. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình lên sàn, có nghĩa là mình bắt đầu mình nhập hồn vào cái nhân vật đó, thì mình lại cảm thấy là không được. Bởi vì khi mà mình đã đi tới đi lui, đã trở thành những con người sống động, đi tới đi lui, đã ra tay ra chân, thì không được. Cái lời thoại như vậy nó không hợp lý, nó phải thoại như thế này này thì mới đúng hơn. Có nghĩa là cái khổ luyện nhất là trên sàn tập, là trong những cái giai đoạn tập, là đó là lúc mình đang mày mò đó. Thông thường là anh đầu tư cho một vai diễn bao nhiêu lâu ạ? Tôi nhớ cái vở, có một cái vở kịch truyền hình mà tập lâu nhất trong cuộc đời của tôi là tập tới những 2 tháng mấy, gần 3 tháng. Đó là cái vở kịch Những Khoảng Cách Còn Lại đó. Cái vở kịch, một trong những vở đầu tiên mà tôi xuất hiện trước công chúng. Tôi đóng vai ông Huỳnh Phú Sĩ đó. Một cái vai mà nó vượt hơn tôi có đồ thủ quá nhiều.
Tôi lúc đó tôi mới có 23 tuổi thôi mà tôi đã đóng vai một cái người đã 40 rồi. Lại là một cái người đi kháng chiến, đi tập kết từ ngoài Bắc vào Nam mà tôi thì lại chưa có một cái chút xíu kinh nghiệm gì về nhân vật đó cả. Và anh đã làm thế nào để diễn tả được chân thật nhân vật đó? Đặt mình vào hoàn cảnh đó. Đó là nguyên tắc đầu tiên mà tôi nghĩ bất cứ một người diễn viên chuyên nghiệp nào cũng vậy. Nghĩa là phải vận dụng sức mạnh của trí tưởng tượng. Tôi được biết có những nghệ sĩ ở các nước chẳng hạn, nếu như đóng vai một người khiếm thị thì họ sẽ bịt mắt và họ sẽ sống không có ánh sáng trong khoảng 3 tháng để biết hết cái cảm giác của một người khiếm thị là như thế nào để sau đó diễn cho nó đúng. Hoặc là ví dụ có người thì phải vào trại của những người tâm thần để biết là cái tâm lý, cách hành xử rồi là ánh mắt, gương mặt của những người tâm thần như thế nào. Yeah. Vậy ở Việt Nam của chúng ta hoặc cá nhân anh thì đã từng bao giờ đầu tư trong một vai diễn nào đến mức như thế chưa? Đối với cái người diễn viên thì cái sự mà thu nạp vốn sống nó xảy ra ngày hàng giờ chứ không phải là đợi tôi có lúc thì mới đi vào một cái nơi nào đó xem đâu. Ký ức của cái người diễn viên nó giống như một cái thư viện, nó có rất nhiều cái ngăn kéo. Trong đời sống hàng ngày mình đi ngoài đường mình thấy bất cứ một cái gì đó là mình đều đứng lại và nhìn, theo dõi, quan sát. Tại vì một trong những cái kỹ năng rất quan trọng của người diễn viên là khả năng bắt chước. Cho nên tất cả những cái đó nó vô đầu mình liền và mình đưa nó vào những cái ngăn kéo nào đó. Cho nên đến một lúc nào đó mình gặp những cái nhân vật mà nó có những cái điểm tương đồng thì thấy là tất cả những cái ngăn kéo đó sẽ được mở ra và cái này một chút, cái kia một chút, cái này một chút để nó được, để được xào nấu và trở thành cái của mình cho cái nhân vật mà mình mong muốn. Vâng. Vậy anh nghĩ rằng các nghệ sĩ Việt Nam thì tài năng hơn các nghệ sĩ nước ngoài và không cần phải đầu tư đến những 3 tháng bịt mắt hay là 3 tháng vào trại tâm thần mà chỉ cần quan sát đời sống hàng ngày thôi cũng được. Mỗi một người sẽ có một cách khác nhau cho nên không thể nói là nghệ sĩ Việt Nam hay là nghệ sĩ ở nước ngoài hơn nhau ở chỗ nào. Vâng. Nhưng mà chúng tôi thấy có một cái điểm chung là bao giờ cũng có ý thức thu nạp vốn sống hàng ngày hàng giờ trong đời sống hàng ngày của mình. Tôi nghĩ các nghệ sĩ ở nước ngoài người ta cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mà người ta gặp một cái vai đặc biệt thì họ muốn hoàn hảo hơn thì họ sẽ có một cái sự đầu tư thật sự vào nó. Như vậy lần anh đầu tư nhiều nhất cho một nhân vật là 2 tháng rưỡi. Theo anh 2 tháng rưỡi là đủ? Tôi nghĩ là chưa đủ. Nhưng mà như thế này, cái sân khấu nó có một cái lợi thế như thế này chị ạ. Là ngay cả cái việc mà hoàn thiện nó là trong từng đêm diễn nữa cơ. Uh-huh. Nó sẽ còn khác đi sau đó 15 phút hoặc là sau đó một ngày. Và thậm chí là trong đời sống hàng ngày khi mà tôi đi ra đường mà tôi cảm thấy có một cái chi tiết nào đó, tôi nói, á trời ơi, cái này hay quá. Cái này mà đem vào cái nhân vật của mình trong cái vở diễn đó là sẽ rất là xuất sắc. Thế là nó sẽ được gửi gắm vào cho những cái xuất diễn sau. Có nghĩa là nó luôn luôn được hoàn thiện từng ngày từng giờ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nghiệm với anh Thành Lộc ngay. Bây giờ chúng tôi sẽ có một chiếc hộp bí mật. Anh sẽ mở chiếc hộp đấy để chọn ra một vai diễn của mình. Và anh sẽ diễn ngay bây giờ trên sân khấu này cho khán giả được xem ạ. Anh sẵn sàng không ạ? Vâng, xin mời anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời nghệ sĩ Thành Lộc sẽ bắt thăm trong chiếc hộp bí mật này của chúng tôi để diễn một cách ngẫu hứng, hoàn toàn ngẫu hứng, anh chưa hề biết gì. Xin mời anh sẽ bắt thăm về vai diễn của mình. Vai diễn của anh là gì ạ? Cá sấu và người đi săn cá sấu. Bây giờ anh sẽ phải có một tiểu phẩm nhỏ, có thể trong vòng 3 đến 5 phút. Và với vai diễn là cá sấu và người đi săn cá sấu, để cho anh có thêm cảm hứng, chúng tôi sẽ mang lên đây một con cá sấu thật. Đúng hơn là cá sấu đồ chơi. Xin mời anh, bắt đầu. Thank you.
sau màn diễn của anh thì bây giờ cầm vào con cá sấu này tôi cũng thấy hơi sợ sợ. Có vẻ như nó có thể cắn được thật. À, anh muốn gửi thông điệp gì qua màn diễn vừa rồi ạ? Anh ta bắt một con cá sấu con nhưng mà khi mà rút ra khỏi vũng nước thì anh ta lại nghĩ đó là một cái món đồ chơi, thì anh ta bắt đầu chủ quan và xem thường. Nhưng mà đến khi vào cái lúc xem thường nhất thì con cá sấu nó nhảy qua lá táp tay anh ta. Thì hóa ra là con cá sấu nó biết đóng kịch. Có thể tôi là một người hài nghi. Cho nên hãy cẩn thận đấy, ai cũng có khả năng đóng kịch với mình được. Vâng, và hãy đừng coi thường cho dù là một con cá sấu bé nhỏ nhất, đúng không ạ? Dạ, đúng cho là dù như bé thế. Đến mấy thì dạ, nó cũng dạ. Có thể cắn bạn. Ý tưởng này đến với anh như thế nào? Lúc đầu thì tôi cũng định đóng vai con cá sấu. Và tôi cũng chợt nghĩ là trong đầu là người ta làm một cái món đồ chơi tạo con cá sấu, mà biết đâu nó là con cá sấu thật thì sao. Thì trong đời thì tôi nghĩ là tại vì có rất nhiều người hỏi tôi là Thành Lộc diễn là một diễn viên có thể gọi là nổi tiếng trên sân khấu này hay là trong phim ảnh, thế Thành Lộc có bao giờ đóng kịch ở ngoài đời hay không, thì tôi mới nói là chưa chắc à, nhiều khi ở ngoài đời này, thiên hà đóng kịch hay hơn nghệ sĩ chúng tôi. Chứ nhiều khi chúng tôi ở ngoài đời là chúng tôi là người rất là đôi khi rất là ngây ngô, tức là nhiều khi ở trên sân khấu tôi có thể tôi lấy nước mắt của cả trăm khán giả, nhưng mà ở ngoài tôi là cũng bị rơi nước mắt với những cái người diễn kịch với tôi. Thí dụ như bình thường ở riêng ngoài mà tôi cũng bị nhiều cú lừa lắm chị Lan ạ. Thì khi người ta tới, người ta chỉ cần nói là anh Lộc ơi, anh nên giúp giùm, tôi đang gặp hoạn nạn gì ở trên bệnh viện gì đó, thế là tôi cứ trong người tôi có tiền tôi móc ra tôi đưa ngay. Nhưng mà sau đó thì một người khác bảo là trời ơi, cái con nhỏ này nó đi lừa người ta rất là nhiều người rồi như thế. Nghĩa là ông Adam người ta diễn kịch hay hơn mình. Và quay trở lại câu chuyện với con cá sấu này thì tôi rất là ngạc nhiên là anh làm thế nào để có thể chỉ trong một vài chục giây tự tạo ra mình cho mình được một cái cảm xúc để diễn được cái câu chuyện này. Tôi nghĩ là vừa rồi là một cái khả năng thích ứng thôi. Mà cái khả năng thích ứng là một trong những cái kỹ năng mà của người diễn viên cần phải có. Tại vì trong sân khấu đó, đôi khi mình diễn nó có những cái sự cố cũng nhiều lắm. Quên lời hay là gặp cái sự, hay là phục trang bị rách thì là té ngoài sân khấu chẳng hạn, bị ngã ngoài sân khấu chẳng hạn. Thì những cái diễn viên còn lại ngoài sân khấu là phải thích ứng để lắp vào những cái khoảng trống như vậy. Thì đây cũng là một trong những cái bài học mà cái người diễn viên phải có. Nếu như có khả năng thích ứng tốt thì liệu chúng ta có còn cần phải đầu tư và tập luyện kỹ như anh nói lúc đầu nữa không? Phải có tập luyện kỹ thì mới có khả năng thích ứng chứ. Thích ứng là một trong những kỹ năng mà cái người diễn viên chuyên nghiệp phải có để thích ứng vào những tình huống cần thiết. Cái thứ hai nữa là tính ngẫu hứng. Đối với tôi thì cái tính ngẫu hứng là một trong những cái tính rất là quan trọng đối với một người diễn viên tài hoa. Bởi vì nó làm cho cái vở diễn nó luôn luôn thanh xuân và có màu sắc. Nó xác định những người này khác với người kia ở chỗ đó đó. Và bây giờ chúng ta sẽ mời anh Thành Lộc sẽ tham gia một trải nghiệm như sau. Trong vòng 2 phút, anh hãy nặn nhiều nhất có thể được những trạng thái cảm xúc của con người ạ. Thời gian của anh đã bắt đầu. Mỗi một trạng thái cảm xúc nặn được thì anh sẽ được 10 điểm. Thời gian đã hết ạ. Rồi, xong. Vâng. Tôi làm được 3 cái. Vâng. Chúng ta thấy là điểm số của anh Thành Lộc không được cao lắm. Sao anh không làm thật nhiều và thật nhanh lên để được điểm cao ạ?
có lẽ là do cái bản tính của tôi, từ xưa tới giờ tôi là cái người rất không thích có cái gì có tính chất thi cử, cái gì mà có vẻ chạy đua với tốc độ để lấy một cái điểm số, thì thật ra nó không phải là cái sở thích của tôi. Cho nên ngay lúc đầu mà chị Loan bảo là tôi làm trong một thời gian nhanh nhất để rụm cái gì đó là tôi đã không cảm thấy hứng thú với cái việc này. Như anh nói là anh không thích chạy theo số lượng và không bị áp đặt bởi thời gian. Vậy nhưng mà đối với cả công ty Thái Dương của anh thì anh vẫn phải chạy theo số lượng cho đủ các cái show diễn và phải có những cái thời gian nhất định để đáp ứng yêu cầu của những người đăng ký. Vậy anh làm thế nào giải quyết cái mâu thuẫn này? Trong cái sự phân bổ nhiệm vụ với nhau giữa tôi và anh Quỳnh Anh Tuấn, giám đốc của công ty đó, chúng tôi thì công ty chúng tôi chỉ có 2 thành viên thôi. Tôi chỉ trách nhiệm những cái vấn đề gì thuộc về nghệ thuật thôi. Tại vì tôi không quan tâm đến con số. Nhưng mà áp lực thì vẫn là áp lực. Bởi vì khi nó đã là một cái hoạt động của một công ty thì nó phải có chỉ tiêu nè. Nó cũng phải dính dáng tới con số. Thí dụ như một năm là phải làm bao nhiêu vở. Và anh thấy cái công việc của một người làm quản lý có làm ảnh hưởng tới cái tiêu chí nghệ thuật của anh là luôn luôn phải kỹ và sâu không ạ? Dạ thưa chị, cũng có đó chị. Và nó cũng làm cho tôi bị khó chịu. Thí dụ như khi mà tôi hoạch định một cái vở gì đó, tôi muốn làm cái vở đó, thì tôi hay thường được ông giám đốc của tôi hỏi cái câu là có bán vé được không? Vở này sống có dai không? Hay là vở này có cười nhiều không? Đó. Thì được cái là Quỳnh Anh Tuấn thì lại rất là nể tôi, cho nên khi mà cái câu hỏi nào mà làm cho tôi cảm thấy tôi bị tự ái và tôi gây lại thì Quỳnh Tuấn nhìn. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà sếp giao cho mình. Đã bao giờ vì những cái sự cũng là nhiệm vụ chung mà không muốn ảnh hưởng đến người khác đó mà anh đã phải giảm bớt những cái chất lượng của cái sự tập luyện mà anh thực sự mong muốn, anh không làm hết được những gì mà anh muốn? Không giảm bớt cái sự tập luyện đâu chị Lan à, cái gì cũng phải tập cho kỹ cả. Nhưng mà chỉ cái điều là chất lượng của mỗi vở diễn nó sẽ có khác nhau. Thì với tỷ lệ hoặc là 73 hoặc là 64, để cái này nó còn nuôi cái kia, để bên cạnh cái dòng mà mình có thể mình nuôi cái bao tử của mình đó, thì cũng có những cái dòng mà mình có thể mình làm nghề được, nó phải dung hòa. Và nguyên tắc của anh để phân chia 64 hay 73 là cái gì ạ? Cái nội dung của nó, chất lượng, tức là cái kịch bản văn học phải hay trước cái đã. Bao giờ anh phải trả giá cho cái nguyên tắc này chưa ạ? Là nguyên tắc về sự về chất lượng, về sự kỹ càng. Tôi bị một cái tai nạn là tôi bị tuột tay, tôi khỏi một cái sợi dây lụa trong lúc tôi đang Dubai. Mà là vì tập luyện thì rất là kỹ, nhưng mà cái lụa mà quấn vào tay khi mà rút lên là do cái sức nặng của mình nó sẽ thích chặt cái cổ tay lại. Nhưng mà ngay cái ngày công diễn tôi lại quá cẩn thận, là tôi lại ràng thêm một cái sợi dây bảo hiểm nữa để cho nó giữ cái tay mình lại. Nhưng mà thật ra chính vì cái sợi dây bảo hiểm nó lại làm độn thêm cái phần thích chặt nó quá nhiều, cho nên nó mất đi cái độ an toàn. Và anh đã rớt từ độ cao? Rớt từ độ cao 3 mét mà đang quay vòng vòng, có nghĩa là nó đang ở cái lực ly tâm. Tôi bị dập 3 đốt xương sống. 3 cái đốt xương sống nó nằm ở dọc những cái vị trí nó rất là nhạy cảm, là có thể làm cho mình bị liệt toàn thân luôn. Anh đã quá may mắn đúng không ạ? Và vở diễn đó anh đóng vai chính hay vai phụ ạ? Dạ tôi đóng vai phụ, nhưng mà một vai rất là quan trọng thưa chị. Dạ bởi vì đó là nhân vật một cái con chó sói, một nhân vật phản diện, mà vì nhân vật này mà nó gây ra biết bao nhiêu cái mâu thuẫn của trong vở kịch. Một cái vở kịch thiếu nhi tên là Cậu Bé Đường Xanh. Anh có nghĩ rằng ôi chẳng may mình làm sao thì cái sự hy sinh cho một cái vai phụ như thế thì có đáng hay không? Ôi, tôi có bao giờ tôi nghĩ đến cái vai phụ với vai chính mà đáng với không đáng. Tôi không bao giờ tôi quan tâm tới cái chuyện đó cả. Đó là công việc của mình. Quay trở lại cái việc là chúng ta, như anh nói là phải đào sâu hơn vào vai diễn của mình ý, thì cũng có người đặt câu hỏi là vậy thì chúng ta mất gì khi mà chúng ta cứ đào mãi sâu vào vai diễn của mình? Ví dụ về tiền bạc chẳng hạn. Ví dụ như anh nói là anh làm những cái sản phẩm như là kiểu sản phẩm thủ công, handmade, cái này không giống cái kia. Nhưng nếu như anh làm theo kiểu công nghiệp, dập khuôn chẳng hạn, thì anh sẽ làm được nhiều hơn. Những cái người khán giả chân chính, người ta tin lắm. Người ta phát hiện ra ngay à. Bởi vì thực tế thì tôi cũng đã thấy có những người đồng nghiệp của mình đã rơi vào một cái tình huống là
đã bị khán giả nhàm chán và người ta đã chê bai. Thí dụ như người ta nói về một X, một anh Y, một chị X nào đó, người ta nói ôi trời, diễn bài nào cũng giống bài nào. Khi mà người ta đã nói như vậy có nghĩa là cái uy tín nghề nghiệp của mình nó đã bị vơi đi rồi, đã mất đi rồi. Và thì đối với tôi cái đó, điều đó là điều rất là đáng buồn. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ cùng với anh xem một cái phóng sự. Chép bài từ các sách văn mẫu, làm việc riêng, giả vờ ghi chép trong lớp chỉ là một vài biểu hiện rất nhỏ của tình trạng học đối phó ở học sinh hiện nay. Không chỉ dừng lại ở cấp phổ thông mà tại các trường đại học, không khó để bắt gặp việc sinh viên nhờ một người khác đi học hộ, làm bài hộ, thậm chí là viết cả khóa luận tốt nghiệp hộ. Ở cái nhìn toàn cảnh, đó là căn bệnh chung của nhiều người Việt trẻ, thiếu sự cầu toàn, nghiêm túc trong học tập và làm việc. Trong ngành kịch nói của anh, có hiện tượng như vậy không? Có và nhiều, cũng có rất nhiều diễn viên người ta cũng lười sáng tạo. Và nhưng mà khổ nữa là họ lại là những người rất là nổi tiếng và họ ăn theo cái ánh hào quang danh vọng của quá khứ. Tôi nghĩ rằng đối với cả những cái người mà đã thành công rồi thì đấy, đó mới là cái thử thách lớn nhất, bởi vì là khi người ta còn mới, người ta còn cố gắng, nhưng đến lúc mà người ta đã thành công rồi và không lặp lại lối mòn của mình thì đó mới là điều khó nhất. Dạ thưa chị Lan, đối với tôi đây cái áp lực này nó lớn lắm chị, mình càng nổi tiếng mình càng sợ. Người ta hay nói là tre tàn thì măng mọc, phải không ạ? Tôi thì tôi lại không bao giờ nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là măng mọc thì măng cứ mọc. Nhưng mà đâu có việc gì tre phải tàn. Đối với tôi thì nghệ thuật không có cái chuyện là đỉnh cao này thay thế đỉnh cao khác, mà người ta chỉ mọc thêm những cái đỉnh cao mới thôi. Nhưng bản thân mình không tiếp tục tự rèn luyện để mình tiếp tục phát sáng thì chắc chắn sẽ có chuyện là cái ánh sáng của những cái viên ngọc khác nó sẽ lấn át cái ánh sáng của mình. Chúng ta thường có một cái gọi là sức ý tâm lý. Có nghĩa là sau khi chúng ta đã tạo ra được nhiều những cái con đường, những cách đi rồi, chúng ta có một cái xu hướng là lặp lại những cái gì chúng ta đã làm. Yeah. Anh có gặp phải sức ý tâm lý không? Tôi luôn luôn cảnh giác là sẽ có người vượt qua mặt mình. Cho nên tôi phải tăng tốc. Bằng cách? Không phải tăng tốc cho chính bản thân mình thôi. Chứ không phải là tăng tốc là không cho ai vượt qua. Ai vượt qua thì cứ vượt. Như lúc nãy tôi có nói với chị Lan là không, nghệ thuật luôn luôn có những đỉnh cao mới. Thì cho dù có những đỉnh cao mới nhưng người ta vẫn không bao giờ quên là đã từng có một đỉnh cao tên là Thành Lộc. Như vậy để vượt qua được sức ý tâm lý thì anh sẽ tăng tốc. Nhưng mà để tăng tốc thì chúng ta cần một cái động cơ. Và cái động cơ ở trong anh là gì? Cái điều gì đã làm cho anh có cái lửa để không mệt mỏi và nhanh nó đã tiếp tục tăng tốc hàng ngày hàng giờ? Tôi có một cái may mắn là cho đến giờ phút này khi mà tôi ngồi với chị Loan đây thì tôi vẫn còn được sống trong một cái hoàn cảnh là khi người ta đến mua vé xem kịch, người ta hỏi là có Thành Lộc diễn hay không. Thì tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng. Trong cái vở kịch có bao nhiêu con người, có tôi, để cho khán giả người ta mới đi coi vở kịch đó có nghĩa là tôi đang mắc nợ những cái người cộng sự cùng chung với tôi trong cái vở kịch đó. Và khi tôi đang trình diễn mà tôi nhìn xuống khán giả mà tôi thấy có những đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi, họ rơi nước mắt theo cái diễn xuất của tôi, họ cười theo cái một câu pha trò của tôi, một miếng diễn hài của tôi, thì tất cả những cái đó nó mang lại cho tôi sức mạnh. Và còn bây giờ thì là lúc anh giới thiệu với khán giả những cái tác phẩm mà anh đã đây, tạo ra. Cái đầu tiên của tôi là tôi thể hiện sự khó chịu của mình khi chị Lan đề nghị tôi làm việc. Và tôi vặn xoắn hết tất cả những thứ lại. Một lát nữa thì tôi phát hiện là tôi hình như tôi bị vô lý, là bởi vì tại sao lại tức giận với một cái người mà người ta đâu có biết tánh ý của mình đâu. Đúng rồi. Đấy. Thế là tôi bắt đầu bình tĩnh lại, và đây là nó thể hiện cái sự bình tĩnh lại của tôi, và tôi bắt đầu tôi vo tròn lại. Cái cuối cùng là cái này là tôi thể hiện cái nụ cười của tôi. Tại vì tôi nhớ một trong những cái lời của một cái người thầy, ông thiền sư, là hãy thở, mỉm cười và bước tới. Vâng, hy vọng rằng quý vị xem truyền hình đã chia sẻ những điều mà nghệ sĩ Thành Lộc vừa mới giải bày với chúng ta, và hy vọng rằng nụ cười ở trong những phút cuối của chương trình này sẽ luôn đi theo quý vị khán giả xem truyền hình. Và chúng ta xin chúc anh Thành Lộc luôn luôn nuôi dưỡng được ngọn lửa nhiệt tình với nghề nghiệp, ngọn lửa nhiệt tình với sự sáng tạo, để anh tiếp tục có những vai diễn tỏa sáng trong thời gian tới. Xin cảm ơn anh. Trường Hải Group nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Cảm ơn.